cuộc đời nghệ thuật của mình chỉ biết đi hát thôi. Hát bằng cái niềm đam mê, bằng cái ngọn lửa trái tim của mình, chứ không phải là vì ham muốn một cái danh lợi nào đó. Tình thương của một người cha luôn thầm lặng, và con mong muốn ba thể hiện tình thương ấy ra ngoài nhiều hơn. Là một người đàn ông rất dở, không đem lại niềm vui cho gia đình tôi bằng những lời nói. Gia đình vẫn là cái nguồn động lực lớn nhất để ba có thể tồn tại, ba có thể tiếp tục